Câu hỏi thứ hai, ở Calgary này có ban hộ niệm không? Xin thưa có. Xin mời trưởng ban hộ niệm đứng lên giới thiệu cho người ta biết. A Di Đà Phật, mời anh Vinh Vĩnh Liên đứng lên. Đây là trưởng ban hộ niệm tại Calgary này. Sợ rằng anh trưởng ban này có giấy ban hộ niệm còn giỏi hơn tôi. Tôi nói thật, bây giờ có nhiều người niệm Phật giỏi lắm. Có nhiều người khai thị giỏi lắm. Chư vị nên cố gắng vào cái group mà thế giới hộ niệm mới của Viber đó. Chứ vị coi, người ta đưa lên những cái clip hộ niệm phản thánh bất khả tư nghị. Và chư vị có thể nghe những cái lời khai thị của họ mà học hỏi thêm. Tại vì ông biết là có những cái vị mà ở Việt Nam người ta khai thị quá hay. Người ta giúp cho một đứa bé mới mấy tuổi mà đứa bé đó quyết lòng. Thí dụ như cách đây không lâu có một em bé gì đó. Em bé mới 16 tuổi thôi. Đúng rồi, nhớ 16 tuổi là một em bé. Bị ung thư mà sao lại con mắt của em bé nó lồi ra ngoài như cái hồng vịt thì này chứ vị. Tức là em bé nằm chờ chết. Mà trước khi chết em bé cứ ngày nay con không vãng sanh thì ngày mai con cũng phải vãng sanh. Con nhất định là con vãng sanh. Xin các bác các chú hãy tới niệm Phật để mà tiếp lửa cho con để con niệm Phật vãng sanh. Tôi nói hay quá chừng hay, làm sao mà quý vị đó mà rú được một em bé 16 tuổi mà em bé nói mà tay dơ này, con nhất định vãng sanh. Con xin thưa với các bác là con nhất định vãng sanh Tây Phương. Chiều nay con vãng sanh thì mai con cũng vãng sanh. Mai con vãng sanh thì ngày mốt hai bữa nữa con cũng vãng sanh, nhất định con đi về Tây Phương. Xin các bác tiếp lửa cho con, xin các bác. Quý vị thấy không? Là tại vì sao? Là tại vì những người đó khai thị quá hay, thực sự quá hay. Tôi coi những clip mà cái các vị đó niệm Phật tại anh gì Phúc gì đó, Phúc Trí, Phúc Thành gì đó, Phúc Tôn gì đó. Anh nói quá hay. Anh nói mà đứa bé đó cứ trong nằm trong khi con mắt mà lồi ra đau đớn vô cùng. Mà em bé không uống thuốc gì nào hết, ung thư mà không uống thuốc gì mà cứ chúc định con vãng sanh, con không sợ đau, con không sợ bệnh. Con đau nữa đi, con đau gì đâu, con không sợ. Chứ vậy là một đứa bé mà nói lên những lời đó không phải là đơn giản. Chứng tỏ rằng cái tâm lực của em bé đó được các vị đồng tu đó bồi bổ làm sao biết. Mà nó vươn lên ào ào. Càng đau em bé càng như vậy. Con không sợ đau. Con không sợ đau. Con không có than một tiếng đau nào nữa. Chính em bé nói những lời như vậy. Tuyệt vời vô cùng. Tuyệt vời vô cùng. Chứ vị thấy không? Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nó nằm ở trong cái tâm của mình. Chứ không nó nằm ở ngoài. Chứ vị tới đây niệm Phật. Niệm mà không tin. Chịu thua, thách cho chư vị niệm thêm 50 năm nữa đi. Sau cùng móc vào tên, đừng đổ thừa. Tại sao Pháp niệm Phật không được? Một người mới tới đây lần đầu tiên tôi nghe những lời nói này, phát khởi một cái tâm vững vàng. Vì ông xin bảo đảm cho chư vị, nếu mà thực sự vững vàng, không thối chuyển, thì ông xin đoán trước cho chư vị 95% vãng sanh. Còn những người mà tu tốt, tu giỏi gì đó, lý luận hay gì đó, không tin vãng sanh, chứ không dám đoán tới 1% sẽ thoát nạn. Nó thăng thắng như vậy, như vậy. Chứ đừng bao giờ nghĩ là tôi tu lâu là tôi được vãng sanh, người ta tu ít là được. Không phải. Vãng sanh hay không đo đếm trên cái niềm tin của chư vị. Đo đếm trên cái sức nguyện của chư vị. Đo đếm được cái tinh thần của chư vị. Có vững như em bé đó hay không? Thăng thắng. Cảm ơn chư vị.